Anh bảo vệ Vlog mến chào tất cả các cô chú, anh chị em và các bạn đã ủng hộ bảo vệ nhé. Xin chào. Hôm nay bảo vệ chia sẻ với cả nhà cách bảo vệ trồng mai nữa nha cả nhà. Hôm nay trồng cái kiểu khác nha. Ở đây mình có cái thùng này nó cao hơn cái thùng B ha. Thùng B nè. Này nó cao hơn thùng B cỡ 15 phân á. Trồng nó hơi hao chất trồng một chút nhưng mà kệ, mình trồng một cây để thí nghiệm chơi nha cả nhà. Mình để chất trồng vô sẵn hết trơn rồi cho thời gian cho nó ngắn lại một chút. Chất trồng mình cũng như mọi khi xui dừa cát với chấu thôi. Giờ mình để cục than đá lên đây. Để than đá này để mình phân cái tàn cái bộ đế nó ra nha. Phân bộ đế cho đều ra rồi sau này cái rễ nó sẽ ăn sâu xuống, ăn sâu xuống dưới. Sau này mình đập cái thùng này ra tới cây lớn, cây này mình trồng tới lớn luôn nha. Cái mặt thùng mình ngang 25 phân. Cây này mình trồng cỡ 3 4 năm là bình thường, tại vì đấy chắc trồng nhiều lắm, mình đổ khoảng cả 2 thùng B xi dừa trong đó. Lớp dưới mình là lót dưới đáy mình lót qua một lớp than đá để nguyên cục gì nè, mình lót lên cho nó thoát nước cho tốt ha. Tại vì cái thùng dài quá, thùng cao quá cho nên mình phải trồng như vậy để cho nó thoát nước cho tốt. Cái bộ rễ của nó không bị úng nha. Để cho rễ nó ăn sâu xuống để mình sau này có cái cây mai có bộ đế chơi cho đẹp nha cả nhà. Giờ đây mình có bốn cây mai nè, bốn cây mai nè mình vũ ra, mình vũ đế ra nãy giờ nè. Vũ ra trong bốn cây này nó duy nhất có một cây này là cái bộ đế nó rễ nó nhiều thôi. Mấy cây này rễ nó cũng nhiều nhưng mà nó không có đều bằng cái này. Cái này nó cái cây này là cái bộ đế nó đều nhất cho nên mình chọn cái cây này nha cả nhà. Mình chọn đúng cây này đi, mình chọn cái này mình trồng cái nữa cái nó như thế nào nha. Đó, bây giờ mình chọn cái cây này nè. Mình sẽ thân cái đế nó ra. Mình để cái cục than đá biết chi không cả nhà. Để cục than đá cho nó chính giữa cho nó bự ra. Để mình dễ banh cái bộ rễ nó ra nha. Đó. Thấy không? Banh bộ rễ ra giờ mình sắp xếp lại cho cái bộ rễ cho nó thích hợp. Thân rễ cho nó đều ra nha. Còn cái thân cây này không quan trọng đâu. Bây giờ mình chia cái đế ra cho nó đều trước đi. Cái cây này nữa mình sẽ cây này nữa mình uống thân sao mình uống kiểu gì mình uống, mình thích kiểu gì mình uống kiểu đó thôi. Giờ mình chia cái rễ này ra đó. Cái nhà xem để quay gần này cho cái nhà xem nè. Đó. Chia ra đều vậy ha. Tại vì cái mai này mình không có cắt cái đuôi chuột của nó. Nhỏ mình không có cắt đuôi chuột cho nó cho nên rễ nó cũng không có đều không nha. Cọng bự cũng nhỏ. Mà cũng không sao đâu. Cọng bự cũng nhỏ biết đâu sau này nó cũng có cái hay của nó. Giờ mình bỏ để chất chồng vô, nhưng mình đè cái rễ xuống. Chồng mình để vô vậy nè. Để bắt trên này mình thả xuống vậy nè cho nó kéo thẳng cái rễ ra. Sau này nó lớn lên cái mình đập ra, mình sổ cái đế nó xuống, cục than đá nó nữa rễ nó cũng ăn vô được, nó ăn được tốt thì mình đục cái cục than đá ra, còn mà nó không tốt thì mình để cái rễ nào lớn lên, rễ nào đẹp thì mình sẽ lấy ra. Cái này cũng như mình chỉnh sửa lại, mới lần đầu tiên cái đế này thôi, cây nhỏ. Cái cây này đó mình mới ươn lên á, mình để vô trong cái chậu xây bẫy á. Mình cũng có sửa sơ sơ rồi. Mình sửa là sửa cho cái góc nó có cái độ nghiêng nữa, mình lấy theo kiểu cái
cái bộ đế hình thú rồi chơi. Bây giờ mình không lấy hình thú, mình sổ cái đế xuống, sổ đế nôm xuống cho nó sâu xuống. Cây này trồng, cái chậu này trồng, cái thùng này là mình trồng 3 năm bình thường. Trồng này là cho nó ăn dư sức 3 năm nha cả nhà. 3 năm sau sẽ có bộ đế lạ lẫm ha. Đẹp thì mình không dám nói đẹp đâu, nhưng mà chắc có lẽ là lạ lắm. Sổ sâu xuống. Cái này, cái thùng này 1, 2, gần 6 tấc. Cái bề đỉnh của nó gần 6 tấc đó cả nhà. Nữa là sổ xuống hết bộ đế này cũng từ 5 tấc. Mình chưa ăn tắt sau cùng dưới đây mình nối chậu ha, sau này mình nối chậu lên. Còn muốn chơi cho nó bộ đế cao nữa, sau này mình chặt cái đít ra, đục cái đít ngắt, cắt ngang ra đó, cái nào mình nối lên, nối thêm một chậu nữa là sổ thẳng xuống luôn, là cỡ 6 tắc, cỡ 6 tắc đế ha, bộ ghế xuống 6 tắc ha. Có cái dành này nữa mình tứ nó, nước nó không văng ra ngoài cũng tiện đúng không. Bây giờ trước mắt thì cây mới trồng mà, mới có thay chậu nó mà, cho nên mình phải lặt lá nó đi. Cây mới trồng tốt nhất cả nhà mình nên lặt lá hết nha cả nhà, hoặc là cắt, cắt cái thân đuôi lên luôn. Cây này thì mình chưa cắt, có thể mình nuôi cho nó lên nữa, cho lên cao nữa, sau này nếu mà cái bộ đế của nó, cái bộ đế nó mà cao, bộ đế của nó dài đẹp đó, thì cái cây này mình bẻ xuống mình uống cho nó cái dáng đổ là ok nha nha. Bộ đế đẹp mà cái thân nó mình đi dáng đổ xuống cái nữa đẹp lắm nha nha. Trồng vô cái chậu, chậu kiểu chậu, chậu dài á, chậu, chậu ống á, chậu ống mình quên nói chậu về. Nó có bộ đế đẹp lên với chậu ống mình đi cái tàn dán đổ cái nữa là ok lắm nha. Những cái nhánh này mình cắt bớt rồi, lát nữa lấy kéo mình cắt bớt. Cắt bớt để cho nó đi ngọn nha cả nhà. Hy vọng nó đi ngọn cao lên nữa. Cao nữa rồi mình ha. Cây này tới chừng bằng ngón tay cái mình uống vẫn được. Ngón tay cái mình ha, bẻ nó xuống dán đổ. Không bẻ sớm thì nó dễ bẻ. Mình trồng cho nó bắt đất cho nó tươi tốt đi. Cho cây nó hơi lớn lớn là chút xíu nữa. Thì mình uống sao cũng được. Không có gì gấp hết. Chơi cây tâm mình phải bình tĩnh, không có nóng nảy là không gấp được cả nha. Những người chơi bonsai sau này cái tánh nó nguội lắm, nhẹ nhàng. Cắt cái nhánh này bỏ, nhánh này nó cũng đã gãy rồi, thôi cắt bỏ luôn. Dày quá. Cái nhánh dưới chân lớn ở trên rồi nó, bây giờ nhánh dưới chân nó nhỏ lên trên nó lớn, vậy nó không hợp lý lắm. Cái đoạn này nó cũng dày, nó cắt bỏ nhánh này luôn. Còn cái này mình cắt cục vô, đôn vô, đôn vô cho nó ha, đôn cục vô gì nè, cho nó ra nhánh sau cho nó nhỏ, cho mấy nhánh này cho nó lớn theo cho kịp. Những nhánh trên ngọn này cắt luôn, đun lại hết, chừa cái ngọn thôi, chừa ngọn cho nó lên. Những nhánh nào mình muốn để lớn thì mình chừa lại, còn cái nhánh nào mà ép cho nó, cho nó đừng có lớn thì mình đun lại nữa. Nó ra mình cứ cắt đôn ra, cắt đôn ra, cắt đôn riết cho nó đợi thằng kia ha, cho nó đợi kia theo cho kịp nó. Chứ mình để cho nó xả cho nó đi á, là nó sẽ lớn hơn, rồi nhìn, nhìn cây nó không có đẹp. Phải ở dưới lớn lên trên nó nhỏ, chứ đừng để trên lớn xuống dưới nó nhỏ là coi cây xấu quá. Bảo vệ chia sẻ với cô chú anh chị em mình
Hôm nay bảo vệ chia sẻ cái cách để trồng lấy bộ đế dài ha. Trong đây cũng may mắn mình được cái thùng này nè. Nếu mà mình không có thùng này để mình lấy bộ đế dài, em trồng thùng B vẫn được. Trồng thùng B em trồng kiểu cách y như vậy, tới cây lớn lên mà cái thấy cái bộ rễ xuống tới dưới đáy thùng B á, mình cắt cái đất thùng B mình trồng lên thêm một lớp nữa. Mình trồng lên thêm một lớp nữa, khi mà cái rễ nó xuống dưới sâu xuống dưới rồi rồi mình chặt cái thùng B ra, mình banh ra, mình sổ nước ra cho nó sổ bộ đế lên. Là cái cách của bảo vệ trồng như vậy nha cả nhà. Chia sẻ như vậy, nếu anh chị em nào mà có thích cái bộ đế đẹp, dài, cao, chân nôm mà cao thì thử trồng theo của bảo vệ có được hay không nha. Và bảo vệ cũng xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị em mình đã ủng hộ kênh anh Bảo Vệ Vlog. Xin bảo vệ ghi quen cả nhà, tại vì mình tên là Đoàn Khánh nha, Đoàn Minh Khánh. Mình xin bảo vệ cái quen 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 luôn à. Cái nhà thông cảm nha. Giờ từ từ chắc mình sửa lại cái này. Xưng tên mình cho nó dễ nghe, nó tiếng bảo vệ nghe nó kỳ kỳ sao. Mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị em đã ủng hộ kênh Bảo Vệ Vlog bấy lâu nay nha. Cô chú anh chị nào xem chưa có đăng ký kênh thì nhớ ủng hộ Bảo Vệ bằng một nút đăng ký rồi chia sẻ, like. Minh Khánh xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất nhiều nha. Và xin hẹn gặp lại video sau nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà nhé.